Chào cả nhà đang xem trên kênh An Nhỏ Miền Quê. Hôm nay thì buổi trưa mấy chị em mình nghĩ ra một món bánh của miền Trung, đó là bánh bột lọc Huế. Thì giờ mình cũng đã chuẩn bị tép, miếng thịt ba chỉ và bột năng để mấy chị em mình làm món bánh bột lọc. Làm bánh bột lọc thì mình sử dụng bột năng Vĩnh Thuận. Bột năng mình làm vỏ bánh, còn nhân bánh thì mình sẽ làm con tép với lại thịt ba chỉ. Tép mình lột ra, mình xào chung với thịt. Chị xắt gốc hành với củ hành tím làm gì vậy hai? Chị ớp vô thịt để xào hơn. Còn miếng mình để cháy mình phi lên thì cho thơm phải không? Miếng mình để sắm vô mình ớp. Vừa lên phần mình hồng cháy nhỏ thơm. Gia vị để mình nêm cái thịt xào thì có muối, đường, hạt nêm và một ít tiêu. Mình làm cái nhân bánh này bằng thịt ba chỉ. Cái thịt này thì nó thơm, nó có phần mỡ và phần thịt nó dính vô á. Mình làm thịt đùi nó bị cứng, nó không ngon. Mình xắt về có xắt nhỏ lại nữa không ăn nhiêu đây là được rồi chị. Vậy là vừa cơ. Xắt nhỏ lại. Để cái nhân bánh mình nó có cái màu đẹp thì tí nữa mình cho một miếng màu hạt điều á. Cho nó có màu vàng vàng. Cái món bánh này mình làm cũng đơn giản, nhưng mà khó ở chỗ là cái phần bột. Cái bột mình làm sao để cho không dính tay, không bị chảy, để mình tạo hình cho nó dễ. Còn nếu như mà mình làm cái bột mà nó bị chảy thì mình nên gói vô cái lá chuối á. Mình hấp, rồi khi hấp xong mình mở lá chuối ra. Sau khi thịt đã xắt xong thì giờ mình ướp thịt. Mình ướp một miếng muối, một miếng hạt nêm, một miếng đường và một miếng tiêu. Mình để gốc hành và hành tím vừa nãy mới băm vô. Chừa lại một ít hồi nữa mình phi thơm, sau đó mình mới đổ thịt này vô để mình xào. Cái dầu điều mình ướp vô luôn không chị? Dầu điều cũng hồi mình ướp bên tép luôn. Dạ, chân còn tép. Thịt mình không ướp hả? Rồi, chân tép nó có màu đỏ vậy. Tép thì mình cũng ướp một miếng hạt nêm, một miếng đường và một miếng tiêu để cho cái nhân bánh của mình nó đậm vị á. Giờ mình cho một miếng dầu điều nữa để cho tép có màu đỏ đẹp. Dầu điều cũng phải ớt chung trong đây luôn vậy nè, tép nó mới lên màu đỏ. Dạ. Khi cái bánh bột lọc của mình nó màu trắng trong á, mình nhìn qua mình thấy con tép nó màu đỏ trong á thì nó đẹp. Đẹp ha. Cái tép này mình lột cũng được mà không lột cũng được. Nhưng mà tép ở đây thì mình sẽ lột để mình ăn cho nó mềm á. Mình lột mình lấy chỉ lưng ra luôn. Giờ mình bắt đầu nhồi bột. Thì mình sử dụng bột năng Vĩnh Thuận, mình mua 2 bịch. Mỗi bịch là 400g. Thì một bịch mình nhồi với nước sôi. Nước phải thật là sôi, còn một bịch còn lại mình để rắc bột khô. Thì giờ mình đổ bột ra. Cái bột năng này thì hồi mình làm cái bánh nó trong vắt luôn á. Mình nó dai nữa. Sau khi nhồi nước sôi hơi dẻo dẻo thì giờ mình rắc bột khô vô để mình nhồi. Cho cái bột này nó không có dính tay. Nãy giờ chị hai mình nhồi chắc khoảng 20 phút. Cái bánh này, cái vỏ mình phải làm cho nhồi cho lâu thì cái vỏ bánh nó mới ngon.
tí nữa mình cán cho nó mỏng. Ờ ngon quá chị hai. Nó không có bị chảy ha. Mà nó không có dính tay nữa. Nó đâu có chảo, nó cũng gớt ra luôn nữa nè. À, tại vì cái bột của mình nhồi nó dẻo quá. Định hình sao là nó y vậy luôn á. Mình bắt đầu xào nhân thì về dầu nóng mình cho gốc hành với lại hành tím vô mình phi lên cho thơm. Giờ mình cho tép vô, mình xào luôn cho chín. Sau khi xào nhân xong thì bột của mình giờ chị hai chỉ sắt ra để mình chia cho cái cục bột nó đều á. Sắt không dính dao luôn rồi nha. Tay dính tay luôn nè. Cái vỏ bánh này chị hai làm rất là khéo luôn, bột không bị chảy, không dính tay. Chị hai mình làm thành công rồi. Nặng dễ không mẹ? Dễ lắm, con dính tay mà đã đó. Một cái bánh thì mình để một con tép, một miếng thịt. Giờ mình chỉ bắt cái nồi nước lên, đợi nước sôi mình thả bánh vô mình luộc. Mình chờ xem cái sản phẩm có như ý muốn không nha. Cục bột mình giò tròn xong rồi mình dùng dao mình sắt mình chia cho đều nè. Rồi bắt đầu mình nắn. Mình tạo cái vỏ bánh nè, mình làm hình tròn cho đều, mỏng mỏng hả chị hai? Nắn vòng vòng vậy mỏng ra, nãy chị vỏ cục bột hình tròn. Sau khi cái vỏ đều xong rồi giờ mình để nhân vô. Một con tép, một miếng thịt. Chưa nói thôi rồi. Hồi nữa em làm dấu. Đây nè. Em để 3-4 tép, 3-4 miếng thịt. Mình sẽ bóp cái... Mình bóp cái miệng nó lại, cho nó khép lại. Đặng thịt với tép đừng chạy ra ngoài. Rồi bắt đầu mình tạo hình răng cưa cho cái bánh của mình nó được đẹp. Chị sẽ tạo hình răng cưa cho Cưng thấy luôn nha. Rồi. Đó, mình dùng cái nĩa. Mình tạo hình răng cưa nè, mình khỏi cần bẻ giống như cái bánh gối. Mình làm cho nó nhanh. Đó, giống như con sò hả chị? Con còn tạo hình gì được nữa không? Giờ tới em làm răng cưa cho. Cái này khó dính nè. Cái thầu đã ghê chị hả? Đó, em làm răng cưa. Mình dùng cái nĩa mình làm. Chị nắn bàn tay có hình vậy không chị hai, làm được không? Chị nắn bàn tay cái hình đó đó. Ý em nói là hình cái dành của cái bánh á. Thì chị làm bàn tay ra dành của cái bánh đó. Trời ơi, ai làm cái bánh gì mà nó bự như chiếc xuồng nè. Mẹ đó. Nãy giờ mấy chị em mình nắn được như đây bánh nè. Giờ mình bắt nồi nước sôi để chuẩn bị mình luộc. Bánh của mình lần đầu tiên làm mà cũng đẹp quá nè chị. Chị Hồng mỏi tay chưa? Chưa. Nắn hồi ghiền luôn ha. Thấy cái bột nè, thấy ham nè. Mà ngộ chị cái bột này sao mà nó không dính tay luôn, hay thiệt á. Không có dính ham. Mình chỉ sử dụng một loại bột, đó là bột năng, không có pha một cái thứ bột nào khác nữa hết á. Không dính tay là do câu con nhồi vậy. Giờ mình xem chị Hồng nắn coi kỹ thuật có giống chị hai không. Nắng giờ điêu luyện hen, xoay tròn xoay tròn.
Chị phải làm mô lên ở giữa mới giống như chị hai nha. Ừ. Không có điêu luyện bằng chị hai rồi. Làm bánh này á, cái khâu nhồi bột là khó nhất. Mình nặng thành hình giờ là nhìn thấy hấp dẫn rồi. Mình chỉ cần làm một tô nước mắm chua ngọt nữa, một thêm một miếng mỡ hành nữa. Tí mình luộc bánh xong cái mình chan mỡ hành lên, rồi mình chan nước mắm chua ngọt vô nữa. Thôi nuốt nuốt. Nghe nó nói đó, bắt đầu chị nuốt rồi đó. Nước mắm chua ngọt mình để thêm một miếng một miếng cà rốt mà mình sắc cho thiệt là nhuyễn nha. Người ta kêu bạn gì dưa rối á, mình làm cho thiệt nhuyễn rồi mình để vô mình chan lên ha. Nó tả là sao mà phải muốn không được luôn. Nó tả là sao mà thấy thèm luôn á. Nãy giờ em đổ mồ hôi luôn, chờ đợi cái giây phút mà mình ăn cái miếng đầu tiên á. Gắn bị cần tí xíu nữa có hàng ngày. Vậy giờ em đi bắt nồi nước sôi để em chuẩn bị luộc. Hai chị làm giùm em nha. Ừ, đi bắt nước đi. Sau khi bánh đã làm xong, giờ mình đem đi luộc. Giờ mình thả bánh vô nồi nước. Thì trong cái nồi nước này mình cho một miếng dầu ăn. Để khi mà bánh nó chín mình lấy ra thì bánh nó sẽ được bóng hơn. Giờ mình luộc, khi nào cái bánh, cái vỏ bánh nó trong lại là bánh mình đã chín rồi. Trong thời gian chờ đợi bánh chín thì mình sẽ làm mỡ hành, để tí nữa mình để vô bánh cho nó thơm. Giờ mình sắc hành. Làm mỡ hành thì cũng đơn giản, thì mình nấu cái phần dầu cho nó sôi lên, mình để hành vô, mình tắt bếp liền thì cho cái giữ được cái màu xanh của hành. Cái cọng hành này giòn ghê. Mình sắc nha, rạo rạo luôn. Giờ bánh nổi lên trên mặt son thì hai chị của mình vớt. Mình vớt bánh ra một cái thau có nước đá để cho cái bột nó giòn á. Đó, cái bánh của mình nè. Quá hấp dẫn luôn. Mình vớt cái bánh ra nước đá thì cái bột từ từ trong lại, mình thấy cái nhân ở bên trong luôn nè. Trời ơi, mình làm cái hình răng cưa đẹp quá chị hai. Đẹp ha. Ừ, nó quá hấp dẫn luôn. Có dầu vô nên là cái bánh mình tí nữa nó bóng lắm luôn á. Giờ mình bắt đầu làm mỡ hành. Thì mình chế dầu vô chảo. Mình cho miếng muối vô, khi mà dầu nó chưa nóng á, cho muối nó tan. Khi nào dầu sôi thì mình cho hành vô. Rồi giờ mình cho hành vô. Rồi mình hạ lửa liền để giữ màu xanh của hành. Giờ chị hai mình đang trang trí cho dĩa bánh nè. Bánh mới ra lò nóng hổi đây. Trời ơi, hai cái bông hồng đẹp quá chị ơi. Nhìn dễ thương nữa. Cái bánh bột lọc này á, cái vỏ nó trong, mình nhìn thấy ăn tép với miếng thịt luôn á. Tép đây. À, miếng thịt đây. Thịt bên đây. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Giờ chị đúng là bánh bột lọc luôn, mình làm thành công rồi. Rồi giờ mình cho mỡ hành vô cho thơm. Với tí nữa mình dễ lấy bánh nữa. Còn nếu không có cái phần mỡ hành á thì nó sẽ bị dính. Hấp dẫn quá chị ơi, đẹp quá à. Bông hồng vậy thì mỡ hành xanh xanh đẹp lắm chị Hồng. Ừ. Cái món bánh bột lọc Huế này thì mình ăn với nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt thì mình băm tỏi ớt nè, mình để đường, mình pha miếng nước cho tan đường, rồi mình chế nước mắm vô.
thì cái phần tỏi ớt nó sẽ nổi trên mặt. Và cái củ cà rốt thì mình sắc thật là nhuyễn, để mình để vô nước mắm cho nó ngon. Món bánh bột lọc của mình cũng đã xong rồi, giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Giờ chị Hai gấp bánh cho mẹ với chị Hồng. Nhớ cho em đó nha chị. Quá trời luôn. Cái này tùy theo khẩu vị của mỗi người. Mình chan nước mắm nhiều hay ít. Nếu mình chan nhiều thì hơi mặn. Nước mắm này mình ăn thì là nước mắm chua ngọt, giống như mình ăn bánh xèo vậy á. Trời, nhìn cái dĩa bánh là muốn ăn liền luôn á chị. Đấy em. Mình sử dụng muỗng nĩa. Mở trang rồi. Mình chan nước mắm vô chị. Cho chị miếng cà rốt chị cho nó ngon. Kèm ớt với hành chứ cà rốt. Trời ơi. Có cái cà rốt đó mới là tạo thêm sự hấp dẫn á. Đó. Tạo tiện chảy nước miếng chứ. Ngon quá. Thấy hấp dẫn nha. Nút cái ực. Mời cả nhà cùng ăn bánh với gia đình mình nha. Em mời con mời mẹ, em mời hai chị. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh bột lọc với mình nha. Con mời cả nhà cùng ăn bánh bột lọc với gia đình. Mời cả nhà cùng ăn bánh với mình. Nhúc nước miếng. Trời. Ngon quá đi thôi. Kéo quá. Khéo quá khéo, nó dai gì đâu luôn á. Cái bánh bột lọc của mình á, mình làm bằng bột năng nên là cái vỏ bánh nó trong veo à. Mình nhìn thấy cái nhân ở bên trong luôn á. Ngon quá chị ơi. Ngon thiệt. Cái mỡ hành á, nó hòa quyện vô tạo nên cái hương thơm ngon quá à. Chị Hồng ăn lâu quá à. Chị ăn lâu quá em ăn hết luôn á. Ngon quá. Bao nhiêu công sức của chị em mình từ hồi trưa tới giờ luôn á. Cái phần bột này nó cũng hơi khó làm. Dài. Giòn giòn. Giòn giòn. Ở trong khe thấy mình tép. Ngon không chị? Mình lấy cái nĩa đó, mình làm hình răng cưa. Để hành lên nó nhìn đẹp. Ra đẹp ra. Mắt mắt. Em không nỡ ăn hay gì vậy? Có em suy nghĩ phải ấy biết nãy vậy cái em nắng cái nào mở em để cho chị. Chị nhìn thấy cái hồi mình ăn cái nặng tép của mình hơn từng ăn. Hai chị em mình. Chị Hồng thích ăn mỡ. Trời đâu không nỡ ăn cái bánh. Tại vì chị thích ăn mỡ nên em làm vậy em chịu mỡ cho chị. Mỡ này mẹ lấy miếng thịt nạc không à. Trời ngon quá. Em hết dĩa rồi chị. Nữa. Ngon. Chị Hồng khen ngon. Ngon ơi là ngon. Ngon. Còn nó dai nè chị Hồng. Dai đã dai. Giòn giòn đã. Cho em xin dĩa thứ hai. Đây cái bánh của mình nè, trong veo luôn. Mình thấy ở trong cái miếng bánh này là có ba con tép luôn nè. À, nó thấy rồi chị. Để em thấy rồi. Em làm dấu quá chị. Cái bánh bột lọc này nó trong veo nè, đố chị Hồng mấy con tép chứ mấy miếng thịt. Một miếng thịt, một con tép. Trời ơi, thấy luôn. Ôi, cái bánh của mình nó đẹp nè cả nhà ơi. À, mình chan cái mỡ hành lên nó có màu xanh xanh nữa nè. Đó. Giờ mình để vô rồi mình chan nước mắm nha. Mình chan nước mắm có củ cải đỏ nữa. Có miếng ớt nữa cho cay cay. Nó mới đúng với cái hương vị của Huế là mình ăn cay. Đó. Cái nước mắm này thì nó không có mặn không, nên là mình chan nhiều nhiều một chút.
cho nó ngon. Còn cái phần vỏ bánh á thì nãy á, trong khi pha bột á, mình có bỏ chút xíu muối vô cái nước á, nước nóng á, cho cái muối nó tan ra rồi mình mới nhồi bột thì cái vỏ bánh mình nó hơi đậm vị. Ngon lắm. Đó ăn tép ra, giờ ăn vô. Ăn kèm vô. Ngon quá. Bánh ngon quá, nãy giờ gia đình mình ăn hết rồi, giờ còn có mấy cái nè. Nhìn hai cái bông hồng thấy thương quá. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cả nhà yêu mến kênh Ăn Nhỏ Miền Quê thì nhớ đăng ký để ủng hộ cho mình. Chúc cho cả nhà xem video được nhiều niềm vui và sức khỏe. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.